Cái ngày mình quay video hiện tại là mùng 6 tháng 10 thì tức là iPhone 14 chính hãng vẫn còn chưa mở bán nữa ấy, mà kiểu đã có đầy rẫy những tin đồn trên này trên mạng về iPhone 15. Và có iPhone 15 Ultra. Thế iPhone 15 Ultra là cái gì ấy? Thì cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chính xác ấy, thì những thông tin về iPhone 15 mà nó đã kiểu nhen nhóm từ kiểu tận tháng 12 năm ngoái, tức là gần 1 năm rồi, của Digital Times về việc sản xuất những cái con chip tiến trình 3 nanomet, cho đến tin gần đây nhất là đầu tháng 10, tức là kiểu cũng mới đây thôi, của Mark Gurman rằng là iPhone 15 sẽ không có Touch ID, tức là vẫn sẽ trung thành với Face ID mà ta đang có đấy. Thì đó, tất cả những thông tin của gần 1 năm vừa qua ấy, thì nó đã ở đây rồi và nó sẽ chuẩn bị đến với các bạn. Theo blog về công nghệ là Leaks Apple Pro, thì Apple sẽ thay đổi tên gọi cho cái lineup của năm tới là iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, thì mọi thứ vẫn ok đúng không ạ? Nhưng mấy con cao nhất ấy, thì nó sẽ là kiểu iPhone 15 Ultra mới đúng, hoàn toàn mới luôn. Và nếu các bạn còn nhớ ấy, thì cái chữ Ultra này, mới đây thì ta có con Apple Watch Ultra, nó khác hoàn toàn, nó lột xác hoàn toàn đúng không? Hay là kiểu xa hơn nữa thì mà nếu bạn đã quên thì có con M1 Ultra, nó cũng là một cái bước nhảy vọt rất là xa so với những phần còn lại. Ê, nếu mà iPhone 15 Ultra mà có thật ấy, thì kiểu sẽ kiểu rất là độc đáo, thú vị và khác biệt đúng không? Và những cái gì mình tìm hiểu đây thì lại là không. Bởi vì Apple cũng sẽ chỉ đăng giá của máy thêm có $100 mà thôi. Và máy thì cũng sẽ có thêm một camera nữa, tức là kiểu 4 camera đấy. Ở đây sẽ có thể là ống kính tiềm vọng để Apple chính thức bước chân vào cái cuộc chơi zoom. Rồi thì còn có thêm một hạt đồ nữa về quay video 8K nữa. Nhưng mà theo mình thì cái tin này nó cũng có cái mức độ đáng tin khá là thấp. iPhone 15 Ultra cho đến thời điểm hiện tại nó sẽ chỉ khác như vậy thôi. Tức là 3 điểm từ giá bán tăng thêm, có thêm camera và có thêm tính năng về camera nữa. Nhưng mà các bạn chắc là cũng không cần phải quá lo lắng. Bởi vì nếu mà thực sự Apple có cái tên Ultra thật ấy, tức là nó sẽ là một cái dòng hoàn toàn khác so với Pro Max. Bởi vì Pro Max thì nó sẽ chỉ là cái bản lớn hơn của bản Pro mà thôi, thì sẽ còn rất là nhiều những cái công nghệ khác nữa, và từ giờ đến tháng 9 năm sau thì sẽ được leak thêm và mình sẽ cập nhật ở đây. Nhưng mà khoan nhé, Ultra thì có vẻ là không khác mấy ấy, nhưng mà 15, 15 Pro, 15 Plus thì có vẻ là khác đấy. Nhất đấy là cổng USB Lightning chắc là cũng sẽ đến lúc phải chấm dứt thôi, bởi vì châu Âu thì không muốn nhân nhượng nữa, phải là USB-C thôi. Tức là cáp sạc của iPhone của bạn từ năm sau là sẽ như cáp sạc của Samsung hết đấy. Còn nếu mà Apple vẫn còn cứng đầu thì có thể là sẽ có cái bản châu Âu có sạc C, còn những bản khác thì vẫn sẽ là Lightning đó. Thứ hai, cho những ai mà không có tiền mua những bản Pro thì iPhone 15 và 15 Plus là hai cái bản rẻ hơn ấy, sẽ có màn hình khoét lỗ chứ không còn là tai thỏ như cũ nữa. Tức là đến lúc đó thì bạn sẽ được dùng ván trượt mới rồi chứ không phải là cái chán rô ở hai bên nữa. Thì cũng sẽ là một cái điều mà rất là nhiều người khoái. Ok, nó sẽ dẫn đến cái điều thứ tư, đó là tất cả mọi cái dòng iPhone 15 sắp tới thì sẽ có cái đảo động, tức là cái mình vẫn hay gọi là cái ván trượt ấy. Thì dẫn đến ta vẫn sẽ có, chắc chắn là có Face ID chứ không hề có Touch ID như có rất là nhiều người mà kiểu vẫn kỳ vọng ấy. Không có. Thực ra là Apple có đang phát triển Face ID dưới màn hình ấy, nhưng mà nó thì nó vẫn sẽ chưa thể nào mà áp dụng được cho đến tận là năm 2025. Nên là 2023, tức là năm sau, thì mọi thứ nó vẫn sẽ ở cái trạng thái là giữ nguyên mà thôi. Ok, đến cái điểm thứ năm, nếu mà bạn kiểu thắc mắc là thiết kế có khác hay không ấy, thì là không ha. Vẫn sẽ là cái form mà vuông thành sắc cạnh bây giờ, màn hình trước vẫn như vậy và không có gì phải chờ đợi về thiết kế hết. Thế là sẽ không có cái điểm thứ 6 nào, ta sẽ dừng lại ở đây. Okay. Thực ra là mình biết là có những cái tin đồn về chipset Apple tự làm này, hay là chip tiến trình 3 nanomet này. Nhưng mà mình thấy là có vẻ như mọi người kiểu không hứng thú cho lắm với những cái nội dung khô khan như thế, nên là đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi đến tận đây và hẹn gặp lại ở những cái số khác ở trên Tech Mag Việt Nam.